em phụ trách 9 môn tiếng Anh. How are you? Thank you, I'm fine. And you? Oh, very well. Đã nói một tí sở thích và cái ưu điểm, khuyết điểm của mình ha, Phương ha. Em tự tin là em học giỏi. Em ngoan, biết vâng lời người lớn, cha mẹ. Giỏi quá ha. Đàn gái nghe cái linh lịch thấy muốn qua coi mắt rồi đó. Còn khuyết điểm của bản thân? Dạ, khuyết điểm của bản thân em thì là em không có nấu ăn. Em chưa từng vào bếp. Em chỉ có vào bếp đúng một lần, vì lần đó là mẹ em bị ốm thôi. Ba mẹ em sợ em bị bỏng, cho nên là không cho em nấu. Nói vậy là rất được ba mẹ cưng đúng không? Dạ, vì em là con một ạ. Em có một vài phần rất là giống anh. Anh cũng là con một và anh không phải là giáo viên tiếng Anh, nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Vì ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. À, vậy hai bạn có thể nói nhau tiếng Anh vài câu đi. Can you tell me about your living at now? You live with your parents, or you living alone? Now I'm living with my family. I'm still living with my family, but in future, I have a purpose to make a private flight, and I want to stay with you for the private living, not belong to the family. Because I'm the single one, and I don't want to make anything about with my family. That's one my purpose in the future. What's a typical model of the girl do you want to be your wife in the future? I like the girl is lovely and like to travel with me. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Hey. Tức là bạn trai muốn mẫu một người con gái của mình là dễ thương đúng không? Yes, đúng rồi chị. Dễ anh thương. Hiểu mà. Anh hiểu rồi đúng không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay quá. Okay. Linh ơi. Tiếng Anh anh nó rào rào luôn vậy đó. Được rồi. Mình đã nói tiếng Anh nữa là một hồi là anh Linh anh 1, 2, 3 nữa ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bạn trai, bạn có thể nói một tí xíu về tình trường của mình được không? Nơi mà bắt đầu cái mối tình của em là Singapore. Thì ở đó em và bạn cũng cùng làm việc một chung một công ty luôn. Một cái quá trình làm việc vậy là khoảng hơn 1 năm. Thì em bạn đó quen nhau. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra ở bạn nữ là ngày xưa em đi làm việc nước ngoài là vì sự nghiệp, còn bạn đó đi là vì trốn hôn ước. Thì em hỏi bạn đó là bây giờ em quyết định đi, chỉ có thể một người thôi. Thì cuối cùng bạn đó nói là xin lỗi anh. Bạn nam nó có nhiều cái nghĩa và cứ giúp đỡ gia đình cho bạn gái quá nhiều đi. Em cũng mỉm cười nói ok, anh hiểu. Trời, vậy là duyên của mình đến đây là hết. Hay à, thôi vậy người ta chọn nghĩa. Thôi cũng để cho người ta chọn nghĩa đi. Dạ vâng. Tức là bạn nó không vượt qua được gia đình. Em đã nói với bạn đó là nếu em có thể mà vượt qua rào cản của gia đình, bỏ hết mọi thứ, thì em có thể xây dựng một cái gì đó riêng của hai đứa. Mà bởi vì em là một người sống rất là độc lập, và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Quyết định là của em luôn. Thì còn vấn đề ở chỗ của bạn thôi. Nếu bạn vứt bỏ ra được cái vấn đề của gia đình thì ok. Cũng khó, khi mà tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ thăng hoa, thì người ta có thể chọn một cái bến đỗ khác. Cái này mình cũng không trách ai được ha. Đúng rồi. Hy vọng hôm nay mình sẽ tới Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Em hỏi bạn nữ bên đầu dây bên kia, cái hồi nãy có nghe nói Cần Thơ là địa danh gì á chị? Thủ phủ của miền Tây. Tại sao gọi nó là thủ phủ miền Tây? Tại vì ở miền Tây Nam Bộ, bắt đầu từ Long An đi ngược về dưới chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thì chỉ có thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương. Nơi đó là nơi đầu tàu về kinh tế, về sự giao lưu, về tất cả mọi thứ. Em thì em chỉ có nghe đâu đó một bài thơ về Cần Thơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng gì rồi. Đó mà... ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ đó. Có bến Ninh Kiều, có thôi cái đó được rồi. Cái hình mẫu lý tưởng của em về một cái cô gái mà em mong muốn là gì? Ưa nhìn đó. Bà nữ nào cũng ưa nhìn hết trơn á. Dạ đúng quan rồi. Quan trọng mình có thích nhìn hay không thôi. Chính xác. Và cái quan trọng là tính cách, em thích một bạn gái có cái sự nữ tính trong người, nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Gái miền Tây nữ tính lắm em. Ngọt ngào, ngọt đúng ngào không mà. Dịu dàng lắm. Như hồi nãy giờ em nghe chia sẻ rồi đó, bên nữ, bên bé Phương bên nhà chị là gái một. Ba mẹ không cho vô bếp nấu ăn, đúng không? Dạ, sợ đúng gì? Sợ phỏng. Tức là sao? Như vậy là biết cũng rất là được yêu thương, rất là được cưng chiều. Mà ba mẹ bên Phương, ai mà muốn quen con gái phải tới nhà gặp mặt trước đó. Trời ơi. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa.